Đúng rồi. Bây giờ xin chào mọi người. Là mình đây. Winner, leader để thi nhóm B36. Yeah, và sắp tới sẽ là một ngày rất là đặc biệt, đó chính là ngày tất cả các bạn học sinh, các bạn sinh viên sẽ quay trở lại với mái trường dấu yêu. Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu. Và các bạn sẽ được gặp lại những người bạn, có thể là gặp lại những người bạn bạn của mình năm trước này, hoặc là cũng có thể các bạn sẽ gặp những người bạn mới, kết thêm những người bạn mới vui hơn và nhiều câu chuyện để chia sẻ với nhau hơn. Và sẽ gặp lại được những thầy giáo, cô giáo năm ngoái đã dạy cho mình. Yeah, cô Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc. Và xin liên lạc ta thì thật ra thì năm nay là Winner đã tốt nghiệp mà cấp 3 rồi và chuẩn bị bước chân vào cánh cửa đại học. Một cánh cửa gọi là cánh cửa áp lực nhất của đời học sinh. Nhưng mà không sao, tại vì Winner đã chuẩn bị mọi cái tâm lý nói chung là hết sức là nhẹ nhàng để bước vào ngôi trường mà Winner đã lựa chọn. Thì Winner cảm thấy rất là ưng ý và yêu thích. Thế thôi. Còn về phần các bạn thì năm nay những bạn nào mới vào học lớp 1 thì bé nào mới học lớp 1 thì hãy cố gắng lên nhé, tại vì chúng ta vừa mới tốt nghiệp xong một cái khóa học 3 năm gọi là lớp mầm, lớp chồi và lên lớp gì đấy nhỉ, lớp lá. Đó thì các bé đã được training một số những kỹ năng mềm để bước vào cuộc đời sau này, và bây giờ các bé sẽ thực sự bước vào những cái trang sử đầu tiên của cuộc đời mình. Còn những cái bé nào mà từ vừa cấp 1 lên cấp 2 thì hãy cố gắng lên, tại vì qua một cái trang sử tiếp theo rồi thì cái cấp này nó sẽ khó khăn hơn cái cấp bậc cấp 1 vừa rồi. Và đó là những bé từ cấp 2, lớp 1 lên lớp 2. Còn những cái bạn nào mà như là Kenji hay Kira năm nay sẽ bước từ cấp 2 lên cấp 3. Năm nay sẽ là một cái năm thực sự quan trọng với các em, tại vì là cái bước chuyển mình này và cái những cái khối kiến thức năm nay mà các em được nạp vào trong mình sẽ rất là quan trọng, để nó sẽ là một cái những cái kiến thức rất là quan trọng để các em sẽ chui rèn từ bây giờ đến khi mà như các anh bây giờ là sẽ lên đại học. Nó thực sự nói chung là cái năm nào nó cũng quan trọng hết, nên là các bạn cố gắng hãy tập trung. Luôn luôn vui vẻ, yêu đời, tràn hòa tình yêu thương, cuộc sống mưu sinh chỉ làm em chả liên quan gì cả, nhưng mà nói chung là thế đó. Và không dài dòng gì nữa thì Winner sẽ chúc cho các bạn năm nay khi mà trở lại trường. À, còn một điều quan trọng nữa là tại vì năm nay sẽ khi mà mọi người quay trở lại với mái trường thân yêu thì có một cái cản trở khó khăn chút xíu là năm nay tại vì đang có ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên là nó sẽ rất là khó khăn cho mọi người trong quá trình học tập. Thì như thế nào thì trong thời gian sắp tới có lẽ là Bộ Giáo dục sẽ ban hành xuống, có thể là mọi người sẽ phải học online, hoặc là có thể mọi người sẽ bằng một cách nào đó mọi người sẽ phải học, thì nó sẽ khó khăn mà khó giao tiếp hơn mọi năm. Nói chung là mình cũng không biết được, nhưng mà cũng mong là năm nay để cho mà mọi người có một cái năm học thật là một cái năm học thật là hiệu quả, và cũng như là một cái năm học thật là vui vẻ như cái mọi năm, thì mọi người chẳng phải làm gì cả, cứ học bình thường thôi. Thế thôi nhá. Còn lời cuối cùng không dài dòng nữa thì chúc các bạn năm nay sẽ có một mùa back to school sẽ thật là vui vẻ này, sẽ nhiệt huyết và chẳng biết chúc cái gì cả. Nói chung là mọi người cứ tập trung nhiệt huyết học hành để thầy cô bạn bè và bố mẹ gia đình ở nhà sẽ luôn luôn tự hào và nhớ cố gắng. Tại vì như các bác Hồ đã nói thì chúng ta có sánh vai được các cường quốc năm châu hay không là nhờ những thế hệ tiếp theo của chúng ta. Những cái thế hệ này chúng ta phải cố gắng chui rèn thật nhiều để đưa nước Việt Nam của chúng ta đi đến với những thế đó. Nói chung là bye bye mọi người và hẹn gặp lại trong những clip lần sau. Bye bye. Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những anh, một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buồn dặn lòng quên hết những chiều vắng. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ hư không trên những bức thư. Hãy
đêm không là nàng ta, anh cũng không còn là nhạc sĩ mong manh. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tình yêu này mong manh giờ ta vẫn thôi cũng đành sắp diễn biến ngày tháng buồn nhiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.